18 mẹo ảo thuật để bạn tập làm. Bạn thấy chán à? Bọn mình đã sưu tập được các thủ thuật và ảo thuật tuyệt vời mới. Cùng tìm hiểu bí mật ẩn sau các thủ thuật ngoạn mục và làm bạn bè ngạc nhiên nào! Chỉ hắt hơi một cái thôi mà rơi mất cả đầu. Mình đang tan rã. Ai đó cứu với. Đừng sợ, đó chỉ là mẹo lừa thôi. Trong lúc bạn bè còn đang sốc, hãy tiết lộ bí mật ẩn sau. Bạn sẽ cần một cuộn băng dính rộng, một móc treo quần áo và hai ống nhựa. Tháo phần móc treo ra khỏi móc áo. Gắn ống nhựa vào các cạnh của móc áo. Treo chiếc móc mới làm vào áo khoác. Lên đồ. Bạn sẽ chỉ cần chờ tới lúc thích hợp và đột ngột nghiêng đầu về phía trước. Chiếc áo khoác sẽ nằm yên trên móc áo khi đầu bạn cúi xuống. Bạn sẽ thích hiệu ứng của trò này. Giờ hãy học cách vượt qua lực hấp dẫn của trái đất và bay trên không trung. Nhìn này, mình đang bay. Bí mật của trò này là gì? Cởi áo choàng và chỉ xỏ một chân vào dây. Chân còn lại đứng vững trên sàn và không cố chống lại trọng lực. Để cả hai chiếc giày đều bay lên cùng nhau, hãy dùng dây chung để nối lại. Bí mật để lơ lửng trên không được tiết lộ. Rất ấn tượng. Chiêu đãi bạn bè với bữa sáng ngon miệng với sâu bướm và zoom. Lấy chiếc ống hút trong giấy gói, cắt các cạnh và bóp chặt, vậy là được con sâu. Dùng ống nhỏ giọt để nhỏ nước lên, sâu sẽ di chuyển. Thật là trò vui nhộn. Ai thấy nhớ trò thủ thuật với đồng xu nào? Cùng làm một trò nhé. Bọc chiếc cốc trong khăn ăn. Úp chiếc cốc lên đồng xu. Nâng cốc lên, đồng xu vẫn còn đó. Đẩy đồng xu lại lần nữa và đập chiếc cốc. Chiếc cốc biến mất rồi. Bí quyết là ảo thuật gia cần kín đáo ném chiếc cốc xuống đầu gối. Lần thứ hai, thực ra đồng xu chỉ được úp lớp giấy có hình chiếc cốc lên. Đã đến lúc bật đèn, cùng biểu diễn thủ thuật với lửa nào. Giữ ngọn nến đã thắp sáng bằng cả hai tay. Nhẹ nhàng đưa một tay lên và làm lửa rời khỏi ngọn nến. Nhưng ngọn lửa cần phải được trả lại về vị trí cũ. Bạn cần một cây nến nhỏ cho thủ thuật này. Cắt nến, lấy sợi bất nến ra và dán băng dính hai mặt lên đó. Đeo nhẫn lên ngón cái. Gắn sợi bất nến vào chiếc nhẫn. Để thể hiện mánh khóe, chỉ cần đốt lửa cho cây nến giả và lặng lẽ dập tắt ngọn lửa. Bạn nên thực hiện trò này khi có sự giám sát của ba mẹ. Hãy nhớ rằng không thể đùa với lửa. Sử dụng năng lượng đóng băng để biến nước thành đá. Bạn rót nước vào cốc và đột nhiên nó biến thành đá lạnh. Không khó để nắm được bí quyết đóng băng tức thời. Bạn sẽ cần một miếng bọt biển để rửa chén bát và đá viên. Cho chúng vào cốc từ trước. Bọt biển sẽ hấp thụ tất cả nước và không để giọt nước nào rơi khỏi chiếc cốc. Mẹo này sẽ làm già trẻ gái trai, ai ai cũng đều kinh ngạc. Đồng xu biến mất trong bàn tay mà không để lại dấu vết, rồi lại đột nhiên xuất hiện. Bí mật của thủ thuật này nằm ở dải băng dính hai mặt mỏng dán vào mặt sau lòng bàn tay của bạn. Di chuyển đồng xu trong lòng bàn tay, gắn nó vào băng dính. Giờ thì bạn đã trống không? Sau đó nhanh chóng gỡ đồng xu ra khỏi băng dính. Dễ dàng và hiệu quả. Bạn có muốn kẹo Tic Tac vị cam hay bạn bị dị ứng với cam quýt? Vậy thì lấy kẹo bạc hà đi. Bí quyết để biến kẹo cam thành kẹo bạc hà tươi mát rất đơn giản. Bạn cần có miếng nhựa màu cam đỏ. Vẽ hình nhãn hộp kẹo trên miếng nhựa. Cắt nó ra. Đặt chiếc áo nhựa lên hộp Tic Tac. Bạn sẽ phải kín đáo gỡ bỏ lớp vỏ này để tạo trò lừa. Bạn muốn chọn loại kẹo Tic Tac nào? Bong bóng đẹp quá! Hãy thử bắt chúng bằng tay xem nha! Tất nhiên, bong bóng thông thường sẽ vỡ từ lần chạm đầu tiên. Nhưng chúng ta hãy học cách tạo ảo giác bong bóng bị bắt lại nhé! Bạn sẽ cần một lọ bong bóng xà phòng và kính lúp. Giấu kính lúp trong tay và chờ cho bong bóng bay quanh bạn. Khi được chiếu sáng đúng cách, kính lúp sẽ dễ bị nhìn nhầm thành bong bóng xà phòng. Quả là cách dễ dàng và mới lạ để bạn bè ngạc nhiên! Nhà ảo thuật cầm hai tờ tiền trong tay. Gấp đôi tờ tiền và bọc một tờ tiền lên trên tờ còn lại. Xé tờ tiền phía trên thật nhanh và mạnh. Đến lúc xem thiệt hại rồi. Nhưng hai tờ tiền đều còn nguyên. Bí quyết ở đây là uốn cong phần giữa tờ tiền. Tạo thành nếp gấp gốc
uốn tờ tiền thứ hai và chạm vào phần gốc. Người xem sẽ tưởng tờ tiền được siết chặt cả hai bên. Trò này chắc chắn sẽ mang lại niềm vui. Từ khóa cho thủ thuật tiếp theo sẽ là hỗn hợp trái cây. Dùng khăn ăn bọc lấy quả cam, nhấc khăn lên, quả cam biến thành trái táo. Bí quyết của trò này là dùng vỏ cam mà bạn đã chuẩn bị trước để bọc quả táo. Dùng khăn bọc lấy quả táo vỏ cam và kín đáo gỡ phần vỏ ra khỏi quả táo. Mẹo này thật hay và ngon. Bạn có mơ về việc biến giấy thành tiền không? Tiếc là việc này không hợp pháp. Có ý tưởng tuyệt vời cho trò mới rồi. Bạn cần một chiếc hộp cắt tông bình thường, cắt phần đáy, tạo hai lỗ ở hai bên đối diện của hộp. Dùng băng dính gắn hai cây bút dạ vào các cạnh của một mảnh vải dài. Bọc tờ tiền trong miếng vải. Đặt cuộn tiền vào hộp. Chèn mảnh giấy có kích thước bằng với tiền thật vào khe nhét tiền. Vặn chiếc bút dạ phía dưới. Chiếc máy nuốt mảnh giấy thường và nhả ra tiền thật. Tức là trò này không phải là thật. Cho khán giả nhìn hai lá bài, quân 8 và quân J. Gặp đôi các quân bài và nhét chúng vào với nhau như thế này. Mở bài ra. Di chuyển lá bài, hình ảnh ló ra từ phần gốc và giờ nó lại ở mặt khác. Bạn làm thế nào vậy? Hãy chia sẻ bí quyết đi. Uốn cong phần giữa của quân 8. Bẻ quân J ở cả cạnh dài và rộng để linh hoạt hơn. Cắt lá bài như sau. Che quân 8 đã gấp bằng quân J. Xoay chúng lại và mở lá bài ra. Uốn quân J theo đường rãnh bên, rồi lại mở bài ra. Di chuyển quân J vào trong quân 8. Luyện thêm một chút là bạn sẽ thành công. Táo ngon quá! Mâm mâm! Làm phép màu kỳ diệu và quả táo cắn dở lại thành còn nguyên. Sao có thể làm được? Bạn sẽ cần một quả táo và một mảnh giấy. Vẽ và cắt hình vết cắn trên giấy. Dùng bút màu vàng để tô màu giấy. Gắn chỗ bị cắn vào quả táo bằng băng dính hai mặt. Trong lúc biểu diễn, hãy lén gỡ mảnh giấy khỏi quả táo. Bạn bè của bạn sẽ không tin vào mắt mình. Rõ ràng táo đã bị cắn mà. Nhưng bạn biết bí mật ẩn sau đó. Hãy phá vỡ tất cả các định luật vật lý và làm cho dòng nước không chảy trực tiếp mà đi lạc. Với thí nghiệm này, bạn sẽ cần có băng dính, que gỗ, ống, mút xốp và loa lớn. Dùng kìm cắt ngắn que gỗ. Gắn que gỗ vào miếng mút xốp. Gắn mút xốp lên chiếc loa. Dùng keo nóng để gắn chiếc ống lên que gỗ. Nối ống với vòi nước và bật chương trình tạo âm thanh trên điện thoại. Đặt tần số thành 50 Hz. Nước chảy theo hình zigzag chứ không đi thẳng nữa. Wow, bạn có thể ngắm mãi thôi. Nếu bạn tăng hoặc giảm tần số âm thanh, nước sẽ đổi dòng chảy. Rung động âm thanh và dao động ống làm cho nước chuyển động khác thường. Tuyệt quá! Thủ thuật với đồng xu luôn mang tới hiệu ứng tuyệt vời. Bạn cần một chiếc cốc và đồng xu. Đặt đồng xu vào cốc, sau đó lấy nó ra từ bên ngoài. Bước chuẩn bị, dán đồng xu bằng băng dính hai mặt. Cắt băng theo hình dạng của đồng xu. Giả vờ rằng bạn đã thả đồng xu vào trong cốc, nhưng thực tế thì dán nó ở phía đối diện. Để theo góc độ sao cho chiếc cốc gây nhầm lẫn về thực trạng của các vật. Bạn có thể hỏi bạn bè để có đạo cụ cho thủ thuật này. Bạn sẽ cần tai nghe và một chiếc nhẫn đơn giản. Lồng chiếc nhẫn vào đoạn dây. Dùng tay giữ phần đuôi của đoạn dây. Kéo các cạnh và chiếc nhẫn biến mất. Hãy thử lại, chiếc nhẫn xuất hiện. Bí quyết của thủ thuật này là siết chặt chiếc nhẫn bằng ngón tay cái của bàn tay phải và nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Bạn cần hành động nhanh chóng và tự tin. Bạn thích video này chứ? Bạn muốn bắt chước thủ thuật nào? Trò ảo thuật làm đầu rụng xuống, lấy ngọn lửa của nến, làm nước chảy hình zigzag. Hãy cho bọn mình câu trả lời ở phần bình luận nhé. Hãy đăng ký Trôm Trôm Select.
like video này và nhấp vào nút chuông để không bỏ lỡ các video mới của chúng tôi.